Em nói anh Phong nghe nè, em buồn lắm, nói thiệt với anh á. Anh về nằm để mình suy nghĩ lại đi. Anh đến với em á là anh tự nguyện, chứ em ép buộc anh đâu đúng không? Đến rồi thì thôi, chuyện phòng the giữa em với anh. Sáng sớm anh ra quán cà phê á, anh kể bạn bè em nghe em lum la hết trơn á, tụi nó cười hí ha hí hảnh vì giữa chợ gì đó. À, anh kể tụi nó nghe nói hôm anh ngủ với bà Hùng á, bà quần đêm tới sáng anh ngủ mới được. Anh suy nghĩ đi, anh ngủ không được em ngủ được không? Anh Phong, em không ngờ anh luôn anh Phong, vì em hối hận không kịp anh Phong à. Tụi nó kể mà tụi nó cười lên cười xuống á. Anh biết không, em gục mặt giữa chợ, nó mắt em gưng gưng, anh đâu hiểu hoàn cảnh của em đó. Đêm tới sáng gì, em với anh nhiêu đêm tới sáng? Đêm sáng gì tới sáng cái nửa đêm mà. Có 5 lần chứ nhiêu mà nó đêm tới sáng. Em làm tới lần thứ 5 là em mệt, nó nhắm mắt em ngủ, nó đâu có nhớ gì đâu. Mà anh ra quán cà phê, anh kể bạn bè em nghe là anh ấy em quần anh đêm tới sáng. Em không ngờ anh luôn anh Phong. Em hối hận quá trời hối hận luôn. Sao mà đừng đến nhau nữa anh Phong à, chia tay nhau đi, đừng gặp em nữa. Anh làm nhục em quá đủ anh Phong à. Bạn bè em nó gặp em nó cười hí ha hí hảnh gì đó. Trong khi đó là em ấy, em nghẹn ngào đó. Em nghẹn ngào tức tưởi lương tâm của em, đâu có ai hiểu cho em đâu. Chuyện tình cảm, chuyện phòng the, anh thích thì anh đến nữa với em, anh thích thì thôi. Anh đi kể chi cho mọi người biết, có được cái gì không? Ai mà quần anh đem tới sáng. Tới quần tới lần thứ 5 đó là em ngủ quên mất tiêu mẹ rồi, ai mà chịu nổi đem tới sáng. Anh làm như em là mình đồng gia sắc vậy. Em buồn anh lắm anh Phong, thiệt á. Thôi, sau này đừng gặp em nữa. Em sợ quá anh Phong à. Đừng gặp anh Phong. Không ngờ anh luôn thiệt á.